Tôi phải là người Việt Nam. Thì tôi là người Việt Nam chính thống luôn. Trong cái niềm hãnh diện á, thầy là người Việt Nam, thầy qua nước ngoài thầy chị, thì em có một cái niềm kiêu hãnh nằm trọng luôn. Không nói, không phải nói để quảng bá, nhưng mà thầy làm những cái chuyện mà trị bệnh với thầy, nó có cái tính chất khoa học, nó gần gũi lắm. Chứ nó không phải như là cái, như em có coi cái thầy gì đó, thì thầy chỉ trị bệnh thôi. Nhưng mà thầy đi quảng bá từng những cái cách dạy để cho tụi em biết rằng em bệnh, tại sao bệnh, mà bệnh cái gì. Đó. Thành ra khi mà gặp thầy rồi đó, thì em mới thấy ngoài cái đó thầy cho tụi em một cái kiến thức gì đó. Đúng để rồi. Cho mình biết là mình đang bệnh, mà bệnh cái gì, mà cái phòng bằng cách nào. Đúng rồi. Thì qua bên dì ở dưới Kiên nói thì em cũng có thêm một cái kiến thức nữa. Đúng rồi. Cái đó là tôi rất cảm ơn vì anh nói cái điều đó. Cho nên đó là cái viện này tại sao mà mình á, là nhiều người trách là không nhận chữa bệnh, mà ở đây mình không có nhận chữa bệnh. Đúng rồi, mà đúng rồi. Mình là hướng dẫn cho mọi người, vì cái đó mới là quan trọng. Và mọi người nhớ nè, cái việc mà của chúng tôi làm là chuyện ai cũng làm được, không có gì mà thần thánh. Thì cái bài này là có hơi thế lên, dùng cái xương này để kéo. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.